Một cái lu, hai cái lu. Wow, không cần đếm lu nữa đâu. Hãy đếm những con gà trong lu kìa. Cả trăm con gà đã làm sạch sẽ, xếp quanh miệng lu đều tăm tắp. Gà tại đây được chủ quán con gà nướng tuyển chọn là giống gà Tam Hoàng, đem từ vùng quê Bến Tre lên thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày. Than bắt đầu hồng lên và lu bắt đầu nóng hừng hực. Những con gà treo quanh miệng lu chỉ có thể chín từ da đến tận xương. Cứ đậy nắp lại để yên chừng 40 phút. Xem nào, mới được 20 phút mà mở nắp ra. Wow, mùi thơm mấy con gà nướng lan tỏa cả con hẻm thành thái này rồi. Bây giờ thì trở gà cho chín đều. Đã thấy phân nửa mình gà vàng ươm, chảy mỡ làm da gà mướt rượt, trông thật hấp dẫn. Con gà nướng hoàn toàn không sử dụng đồ lòng, bởi người ta nói thứ ngon nhất của con gà là nhất bì nhì cốt rồi còn gì. 40 phút chờ gà nướng chín, vào trong để xem nồi sôi hấp nước dừa thế nào. Vì được hấp với nước dừa nên sôi rất là thơm. Nếp ngon thì cho sôi dẻo, vừa thơm vừa dẻo, nên dàn bếp của quán giờ đây như lôi cuốn tất cả những ai đi ngang qua con đường này. Ây cha cha, gà nướng đã chín rồi. Bắt đầu từ bây giờ lấy gà ra khỏi lu, chúng tôi sẽ không muốn bàn luận gì thêm về độ ngon, độ hấp dẫn này nữa. Bây giờ đến phần khai đao và sắp hài cốt của con gà nướng. Bắt đầu biểu diễn gà nướng ngũ vị action. Món tiếp theo, gà quay me action. Và món đặc biệt nhất của quán, gà nướng muối cỏ action. Hiện tại ở đây quán có 3 vị gà nướng. Cái thứ nhất là ngũ vị da giòn. Ngũ vị da giòn là gì? Ngũ vị da giòn là 5 hương vị ướp nướng da nó giòn. Và 5 hương vị đó không có nằm trong cái menu. 5 hương vị đó là cái bí quyết riêng. Ngoài ra thì có quay me thì chua chua ngọt ngọt, hơi cay vị ớt, để chi mình khi mình ăn nó đỡ cảm giác ngán hơn. Kế tiếp đó là muối cỏ. Mình sử dụng bọt muối biển và cỏ, ở đây là mình sử dụng cái cây thực vật dành cho bếp Âu để kết hợp ra một cái sản phẩm. Hãy một lần đến quán con gà nướng để thưởng thức nhiều vị gà nướng ngay bây giờ nhé. Quán mở cửa lúc 9 giờ sáng đến 10 giờ tối các ngày trong tuần. Mua nguyên con chỉ 169.000, mua nửa con vẫn bán.